Trần Đại Quang cũng là một người rất là yêu nước, một nhà lãnh đạo rất là tốt cho đất nước này, nhưng mà không may là ông mất sớm vì bệnh ung thư, thì cháu mong rằng là ông vẫn sẽ vui, thì cháu sẽ cố gắng hết sức để trở thành một học sinh có ích của con, trở thành một học sinh giỏi để con người có ích cho đất nước. Cháu nghĩ là mình nên làm những việc như thế nào để tiếp nối truyền thống cách mạng và xứng đáng mang gương chủ tịch nước. Đầu tiên chúng cháu cũng chỉ là học sinh tiểu học, cho nên là việc đầu tiên ta phải làm là nghe lời Bác Hồ dạy, ngoan ngoãn trong ngoan học giỏi, kính trên nhường dưới, nghe lời thầy cô yêu bạn. Đừng như các em bé, không bắt các em bé phải làm theo việc của mình. Mình đã học sinh lớp 5 rồi, mình phải gương mẫu mọi mặt để các em noi theo, để có học tập thì là chăm chỉ để đạt được thành tích tốt trong học tập của mình. Cảm ơn cháu nhé.